Chào anh em nhá, shop Tuấn Ánh xin chào toàn thể anh em. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm tối hôm nay, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Tuấn Ánh nhá. Hôm nay shop sẽ giới thiệu cho các bác, cho anh em một cái mẫu đồ chơi, đó là cái còi đồng nhá, cái còi đồng để tạo tiếng gà mái nhá, hay là anh em vẫn gọi là cái còi gà mái, còn anh em ở trong miền Nam thì hay gọi là cái kèn gà mái, anh em miền Bắc thì gọi là còi gà mái. Nói chung mình gọi đây nó là cái còi gà mái nhá, còi gà mái. Các loại còi gà mái này ấy, thì là bên shop hiện tại là đang có hai phiên bản nhá. Đấy, các bác nhá, hai phiên bản. Một phiên bản là còi Thái và một phiên bản là còi Việt. Đây. Một cái là còi Thái, một cái là còi Việt. Với cái còi Thái này thì nó là bằng đồng nguyên chất nhá, đồng nguyên chất này. Được con chào các bác. Được hàn theo công nghệ hàn hơi. Rất là đẹp. Xong bắt đầu đánh bóng nhá, đánh bóng lên đúng cái màu đồng luôn. Đúng màu đồng ý lúc rồi luôn nhá. Đây đánh bóng đúng màu đồng. Và cái còi này là còi hai lỗ các bác nhá, còi hai lỗ. Đánh bóng nó màu đồng sáng trưng luôn. Và độ dày nó rất là dày. Các bác có rơi mà có nhỡ đạp chân hay gì đấy nó không bị bẹp nhá. Cái hàng này thì hàng cực kỳ là chắc chắn, cực kỳ là đẹp rồi. Nhá. Đây là cái còi Thái. Đấy, còi Thái. Đây là còi Thái nhá. Thế còn một cái phiên bản nữa là còi của Việt Nam nhé. Còi của Việt Nam. Đây để cho các bác xem cụ thể hơn nhé. Rồi. Còi này ấy là còi của Việt. Thì là nó được phun nhũ. Nó được phun cái nhũ màu đồng nhé. Nó tóm lại là phun kiểu như sơn ấy. Sơn nhũ màu đồng. Chứ không phải là cái màu đồng nguyên. Và cái này còi của Việt Nam ấy thì là thuộc cái diện là bằng tôn đồng ấy, quấn lại xong hàn gió đá. Đấy, rồi hàn gió đá hàn hơi ấy nhá. Đây là cái màu này nó khác nhau hoàn toàn này các bác này nhá. Đây màu này khác nhau. Đây. Đây một bên là còi Thái này, một bên là còi Việt. Cái này là cái còi Thái nhá. Còi Thái là cái này. Còn cái này là cái còi Việt. Đây, các bác xem này. Đấy, màu nó là cái màu phun nhũ. Đấy, màu phun nhũ. Nó vẫn là hai lỗ thôi. Nên vẫn là hai lỗ. Nhưng mà hàng này là hàng của Việt Nam làm thì nó không được bằng hàng nhập khẩu ở Thái Lan nhé. Hàng nhập khẩu Thái Lan này thì nó đẹp hơn. Đây. Nó là đồng đánh bóng sáng trưng luôn, rất là dày. Nó rất là dày các bác nhá. Cái còi này là còi tạo tiếng gà mái nha các bác nhá, dành cho anh em đam mê đi bẫy gà. Thế còn về giá, về giá này cái còi mà còi Thái này này. Cái còi Thái này là bên shop đang bán một cái với giá là 230.000 nhá. 230.000 một cái đã bao gồm cả tiền cước phí ship về đến nhà rồi các bác. Rồi. Thế còn các bác mà mua hai cái thì có chiết khấu, và các bác mua cái còi này mà chung với lại đồ ấy, ví dụ như là chung những cái túi gà mồi hay là chung với loa chẳng hạn ấy, thì cái còi này sẽ tính cho các bác là 200 nhá. Thì các bác là 200. Đấy còi tiếng gà mái này nhá. Thế còn cái còi mà ở phiên bản của Việt Nam nhé, còn phiên bản Việt Nam này thì nó mỏng hơn, nó mong manh hơn. Nhưng âm thanh thì chỉ khác nhau một chút xíu thôi, khác nhau ít thôi. Con nào tinh thì mới biết được. Thế còn cái này cũng là hàng đẹp, làm cũng khá là kỹ nhé, làm rất là kỹ. Nuột này, sơn hàn, sơn bằng phun bằng nhũ đồng nhé, phun nhũ đồng. Và hàn cũng là hàn gió đá. Đấy. Thì con này là còi của Việt Nam thì shop đang bán với cái giá là 160.000 nhé. 160.000 một cái. Đấy, đã bao gồm phí ship cho các bác. Thế còn các bác mà mua chung với đồ hoặc là mua nhiều mua mấy cái thì cũng sẽ được chiết khấu nhá. Các bác nhá. Đây là mặt hàng còi gà mái. Đấy, còi gà mái. Các bác có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại của shop Tân Ánh này nhá. Mấy các đầu số đây. Đấy. Còi gà mái này, số hàng thì cũng có rất là nhiều. Bác nào mua thì đủ cung cấp cho anh em nhá. Đây hàng rất là đẹp. Thế bây giờ tôi sẽ thử hai cái đi. Một cái còi Thái và cái còi Việt nhá, cho các bác nghe thử. Cái này thì thổi thực sự ra là phải biết thổi nó mới hay nhá. Thế tôi đây thì gọi là thổi thị phạm cho anh em nghe được âm thanh của nó một chút thôi. Còn nó không được hay thì các bác thông cảm nhá. Đây tôi sẽ thổi cái còi Việt trước nhá, còi Việt này. Này.
Đấy, đây là còi Việt nhá các bác nhá. Đây giờ tôi sẽ thổi thử cái còi Thái. Đấy, cái này thì đối với các bác mà bẫy gà chuyên nghiệp có kinh nghiệm ấy thì sẽ thổi hay hơn nhá. Đấy các bác ạ, cái này thì nó anh em đi bẫy chuyên nghiệp rồi thì thổi âm nó sẽ chuẩn hơn. Cái này thì tôi chỉ thổi gọi là thổi chơi chút thôi cho anh em nghe thử âm thanh nó thôi. Đây là cái còi Thái nhá. Thế ngoài mặt hàng còi gà ra thì shop còn nhiều mặt hàng vào đồ gà rừng cho anh em đam mê nhá. Dụ như là giò bẫy. Đấy, giò bẫy thì hàng này nó rất là đẹp. Chân đồng, áp xe, dây dù là dây dù liên kết các chân này dù siêu bền, một sợi mạnh nhá. Chân đồng, cáp xe, khuyên đồng, chân đồng khoan ba lỗ các bác nhá. Đấy, dụ như là giò gà hoặc là dây xích chân gà các bác nhá. Dây xích chân gà, phụ kiện chơi gà đều có đủ. Dây xích chân gà này các bác này, chống xoắn này là chống xoắn theo kiểu câu cá mập ấy, chứ không phải chống xoắn nói chung cái này gọi là chống xoắn đúc nhá. Chống xoắn đúc hàng rất là đẹp chứ không phải chống xoắn xoăn xoăn kia đâu. Đây, phía dưới thì đan rất là chắc chắn nhá. Đây, dây trên cũng là dây dù siêu bền các bác nhá. Dây dù siêu bền một sợi mạnh để cho nó tránh bị tình trạng rối nhá. Đây, dùng xương bàn đây. À, đây dây xích chân này hay là túi đựng gà mồi. Túi đựng gà mồi, túi đựng gà bổi. Túi đựng gà mồi thì có cái màu lá cây khô, đây màu lá cây khô rồi màu rèn ri cũng có. Mỗi túi này sẽ được tặng thêm một cái cọc để cài vào đây nữa. Thì các bác nào chơi gà thì có những phụ kiện về gà thì các bác cần món gì thì ủng hộ shop nhá. Các bác theo dõi kênh YouTube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh rồi các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất và những cái clip, những video mà giới thiệu sản phẩm mới của shop gửi tới các bác nha. Rồi, chương trình hôm nay giới thiệu với các bác cái còi tạo tiếng gà mái, còi Thái và mấy cái phụ kiện túi giò cho anh em đam mê gà rừng. Rồi, xin chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác trong những video sau. Đây, còi thổi tiếng gà mái, còi Thái nha, hàng cực đẹp. Rồi, chào các bác nha.